Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị đang xem Việt TV Network. Phạm Cơ, Vũ Kiểm trở lại với chương trình Feature News ngày hôm nay. Trước hết, anh Phạm Cơ sẽ trình bày về bản tin đặc biệt về các sinh hoạt nhân ngày Thanksgiving. Thưa quý vị, chương trình Feature News ngày hôm nay nhấn mạnh đến những cái gì xảy ra trong ngày Thanksgiving, tức là lễ tạ ơn của Hoa Kỳ. Thông thường lễ tạ ơn của người Hoa Kỳ được cử hành mỗi năm vào cái ngày thứ năm lần thứ tư của tháng 11, bởi vì cái điều đó rất quan trọng, bởi vì tháng này nó có tới năm cái ngày thứ tư, cho nên nó sẽ cử hành vào ngày thứ tư lần thứ năm, đó là ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong ngày này thì người Hoa Kỳ nhớ lại những cái ngày đầu tiên mà họ đến đất Mỹ và họ đã phải canh tác như thế nào nhờ sự giúp đỡ của những người do đó ở tại nơi đây, rồi 2-3 năm sau họ mới cử hành được cái lễ tạ ơn đầu tiên, đó là năm 1621. 102 người di cư đã đến đất Hoa Kỳ lần đầu, rồi sau đó họ bắt đầu trồng trọt cày cấy nhờ vào người da đỏ giúp đỡ, và về sau thì cộng đồng mỗi ngày mỗi một lớn mạnh cho đến thời kỳ, thưa quý vị, Tổng thống Abraham Lincoln đã tuyên cáo hàng năm sẽ cử hành lễ tạ ơn vào ngày thứ năm cuối tháng 11. Tuy nhiên về sau, đến vài đời sau, có một sự thay đổi lớn khi mà nền kinh tế Hoa Kỳ suy thoái, người ta muốn thêm một tuần lễ tiêu thụ hàng hóa nữa, cho nên họ đã dời lại cái việc cử hành lễ tạ ơn vào ngày thứ năm lần thứ tư của tháng 11, bởi vì đôi khi tháng 11 có tới 5 ngày thứ năm như là ngày hôm nay, năm nay, thưa quý vị. Và người ta ăn những món ăn truyền thống của ngày lễ tạ ơn, trong đó có thịt gà Tây, có nhiều cái món ăn khác, có hem vân vân. Nói chung thì ai cũng biết những cái món này hàng năm, và đây là cái ngày mà chú trọng đến vấn đề gia đình, đoàn tụ và sinh hoạt. Vì vậy cho nên người Hoa Kỳ rất là thích ngày này, và dù ở xa cách mấy, người ta cũng cố gắng về gặp nhau để đoàn tụ và ăn mừng ngày lễ tạ ơn, cũng như cảm ơn Thượng Đế và ơn trên, cũng như những ông bà tổ tiên đã giúp cho chúng ta trong cái quá khứ, hiện tại và sẽ giúp đỡ trong tương lai. Thưa quý vị. Kính thưa quý vị, về khoa học và đời sống, tin tức cho biết là khái niệm về kilogram đã chính thức được thay đổi. Bản tin từ nước Pháp cho biết là thứ Sáu vừa qua, đại diện của hơn 60 nước tại Hội nghị Cân nặng và Đo lường CGPM được tổ chức tại thành phố Versailles của nước Pháp đã bỏ phiếu để hủy bỏ khái niệm về kilogram cũ hiện đang sử dụng và chấp thuận một đơn vị đo lường của kilogram được dựa trên hằng số được gọi là franc. Điều này có nghĩa là kể từ ngày 20 tháng 5 năm tới 2019, định nghĩa về kilogram mới sẽ chính thức được đưa ra áp dụng. Khái niệm kilogram phải thay đổi là do từ trước tới nay nó đã được xác định là dựa trên cái thuật ngữ của khoa học được gọi là Lagrange K, tức là International Prototype Kilogram, IPK. Đây là một cái khối kim loại có hình trụ kim tự tháp và hiện đang được nước Pháp bảo quản. Vấn đề là IPK sẽ thay đổi khối lượng theo thời gian do ảnh hưởng của môi trường. Đồng thời, IPK có đến hơn 40 bản sao trên toàn thế giới, cho nên khiến cho đơn vị đo lường này có nhiều sai sót. Ngoài kilogram, trong cuộc họp còn có 3 đơn vị đo lường khác cũng đã được định nghĩa lại sau hội nghị CGPM. Trước nhất là Ampere, là một đơn vị đo dòng điện, và kế đến là Kelvin, K, tức là đơn vị để đo nhiệt độ, và đơn vị Mo là để đo lượng chất. Tại hội nghị khoa học CGMP, một Ampere sẽ được xác định dựa trên dòng điện tích của electron bằng hằng số E, và Kelvin sẽ được sử dụng bằng hằng số Boltzmann. Đại lượng thể hiện sự liên hệ giữa động năng của nguyên tử với lại nhiệt độ. Với mô là khái niệm giờ đây sẽ được lược bỏ đơn vị carbon có chứa trong đơn vị của mô. Thay vào đó thì bây giờ một mô sẽ đơn giản chỉ chứa số phân tử bằng với lại hằng số được gọi là Avogadro, tương đương với lại lũy thừa 23 của một mô. Tuy vậy, ý nghĩa chính vẫn là sự thay đổi về khái niệm của kilogram.
Thưa quý vị, bản tin kế là bản tin liên quan tới cái trận cháy đang xảy ra ở tại miền Bắc cả California và đang bị dập tắt. Hiện nay thì vụ campfire đã được dập tắt đến 85%. Tuy nhiên thì cái hậu quả của những cái người dân mà đã phải di tản ra khỏi nhà cửa của mình để mà sống vất vả vất vưởng ở trong các cái trại tạm cư thì hiện nay đang được mô tả bởi một cái phóng sự của CNN ngay tại cái khu vực tạm cư của thành phố Folsom, California. Thưa quý vị, người đàn ông này và gia đình một tuần lễ trước khi mà vụ cháy xảy ra thì anh ta đã ăn mừng cái sự ra đời của một bé gái, là một thành viên mới trong gia đình. Cả gia đình rất là vui vẻ, nhưng mà họ không ngờ chỉ một tuần lễ sau đó thôi, cả thành phố, gần như là 90% thành phố đều bị thiêu rụi bởi một cái cơn bão lửa đến từ một cái khu rừng lân cận. Trận cháy campfire phải nói rằng là xảy ra rất là nhanh chóng, khiến cho người ta bàng hoàng. Từng cái khu rừng lớn và gió thổi rất mạnh, không có gì cản nổi, đã khiến cho con người không có chống cự được và người ta phải di tản. Như cặp già vợ chồng này thì hiện nay đang sống trong một cái trại tạm cư, và họ cũng còn phải, bây giờ đây thì đỡ hơn, trước đó họ phải ngửi những cái bụi khói cũng như rằng là bụi mù do trận hỏa hoạn vẫn chưa có dập tắt đem lại. Tuy nhiên giờ đây một cái cơn mưa sắp đến, một cái cơn mưa đã đến và đã dập tắt được gần hết lửa, trong khi thì ngọn lửa đã được lính cứu hỏa dập tắt đến 85% và phần còn lại chắc chắn sẽ được dập tắt bởi những cái cơn mưa lớn. Tuy nhiên cơn mưa lớn cũng gây nên đất chuồi bởi vì cây cháy, rồi gây nên cái rằng là không thể đếm được xác người chết bởi vì nước lũ và đất chuồi có thể làm trôi đi những cái di tích của những người đã chết để xác lại, và khiến người ta nói rằng có thể không bao giờ và không ai biết được con số đích xác những người tử nạn trong trận cháy này là bao nhiêu. Trận cháy đã làm cho 83 người chết, so với cái mức độ chết kỷ lục trước đây là chỉ có 39 người mà thôi, mà lần này đã vượt qua con số 39 kỷ lục và đến con số 83. Đó là chưa có chấm dứt, người ta nghĩ rằng còn rất nhiều người nữa chết trong vụ cháy campfire này. Thưa quý vị, kính thưa quý vị, tiếp theo là tin về tấm poster, tức là tấm áp phích có hình con chuột Mickey Mouse sẽ được đưa ra bán đấu giá. Mickey Mouse là một nhân vật nổi tiếng trong các phim hoạt hình và điện ảnh của Hoa Kỳ. 7 tấm poster hiếm có hình ảnh của con chuột Mickey Mouse được dự trù sẽ mang ra bán đấu giá vào phiên đấu giá ngày mai 26 tháng 11. Và dự trù sẽ bán được rất là đắt. Hiện tại những món kỷ vật này đang được công ty Walt Disney đưa ra triển lãm tại thủ đô London ở Anh Quốc. Thế nhưng những tấm poster này đã được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 1930, từ thập niên 30 cho tới 40. Ban tổ chức của cuộc bán đấu giá ngày mai ước tính toàn bộ sưu tập poster về Mickey Mouse sẽ được bán ra với giá hàng trăm ngàn bảng Anh, tức là khoảng 165.000 Mỹ Kim. Phiên bản bán đấu giá diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm nhân vật hoạt hình nổi tiếng Mickey Mouse được đưa ra giới thiệu với khán giả tại nước Mỹ. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần đầu tiên của chương trình Fisher News. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau một vài tin tức thương mại.